Đang mùa tụ trường rồi, sinh viên lại sắp sửa lên thành phố học, là mình nhớ lại hồi đó mới lên Sài Gòn. Sinh viên thì đâu có nhiều tiền đâu mà một tháng ha, toàn là tiền điện, tiền nước, tiền phòng trọ nè, tiền học phí, tiền ăn, tiền uống và ti tỷ thứ khác. Mà chưa kể là hồi đó lại toàn phải ăn hàng ở ngoài thôi, làm mặc suốt ngày nổi bụng thôi, thiệt sự khổ ghê luôn. Hồi đó mình nghĩ bụng á hả, mà có một cái bếp điện xài là mừng hết lớn, tại vì ký túc xá thì đâu có cho xài bếp ga, sợ cháy nổ. Nhớ lại chuyện xưa cho nên là hôm nay An sẽ giới thiệu cho mọi người những mẫu bếp điện ngon, bổ rẻ, phù hợp với sinh viên đang có mặt tại siêu thị của Điện Máy Xanh nha. Let's go. Với tiêu chí sinh viên thì An sẽ lựa chọn các loại bếp đơn có giá dưới 1 triệu và phải có đầy đủ các tính năng an toàn như là tự động ngắt khi mà bếp nóng quá tải, và đặc biệt là không có inverter nha. Nghe thì hơi lấn cấn đúng không mọi người? Là sinh viên á, nhắc tới tiền điện là thấy nhức đầu rồi, mà bây giờ là còn không có inverter nữa. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Mà thôi mọi người đừng có lo, bởi vì bếp từ chỉ thật sự là tiết kiệm điện được khi mà chúng ta nấu những món ninh hầm trong thời gian dài tầm 2-3 tiếng thôi. Còn với sinh viên thì toàn là nấu những món nhanh gọn lẹ để tiết kiệm thời gian đi học đi làm đâu đó tầm 30 phút thôi. Cho nên là nếu như mà so với bếp inverter thì inverter cũng thật sự không có tiết kiệm được quá nhiều đâu mọi người. Mà bếp inverter thì giá lại còn cao hơn nữa. Loại bếp đầu tiên là bếp từ sử dụng dòng điện cảm ứng làm nóng đáy nồi chảo có nhiễm từ. Và bếp này cũng sẽ an toàn hơn khi sử dụng, bởi vì mình cần phải đặt nồi lên bếp thì mới làm nóng. Với Ava FIM2071 có giá hấp dẫn là 750.000 đồng và có công suất là 2.000W và 8 chế độ nấu tự động. Mẫu bếp Sennheiser SHD6159 này với mức giá là 790.000 thì sẽ mắc hơn mẫu trước tầm 40.000 thôi, nhưng mà lại tặng kèm cho mọi người một chiếc nồi như vậy. Nên là mọi người đừng lo vấn đề là bếp từ sẽ bị kén nồi hay kén chảo nữa. Và thêm vào đó thì công suất cũng khá là mạnh mẽ, là 1.800W và 7 chế độ nấu sẵn luôn. Và đây, em không biết là có ai thích cái dạng mà cảm ứng không, nhưng mà riêng An thì An lại cực kỳ thích cái dạng nút bấm điện tử như vậy, bởi vì sẽ dễ thao tác hơn để chúng ta lau chùi. Ở mức giá nhỉnh hơn một tí thì An thấy là chiếc bếp của Luston này cũng rất là hợp lý nè. Thiết kế nhỏ, phù hợp với các bạn sinh viên ở ký túc xá hoặc phòng trọ nhỏ có thể cân nhắc mẫu này nha. Bếp có công suất mạnh mẽ là 2.000W đi kèm với 6 chế độ nấu như là lẩu, BBQ, chiên, xào, vân vân. Bảng điều khiển thì sẽ là nút bấm điện tử, và khi mọi người mua thì vẫn tặng kèm thêm nồi nha. Và hiện tại thì mẫu bếp đang có giá là 890.000. Phân khúc trên 900.000 thì có mẫu của Rapido RI2000ES với mức giá là 900.000 đồng. Ngoài công suất tối đa là 2.000W ra thì mẫu bếp này còn có đi kèm thêm 6 chế độ nấu ăn được cài đặt sẵn. Điều khiển thì sẽ bằng cảm ứng rất là dễ dàng sử dụng, và mặt kính làm từ pha lê sẽ giúp cho mọi người chịu nhiệt tốt cũng như là dễ dàng lau chùi trong quá trình nấu nướng. Và tiếp theo sau đây sẽ là một mẫu bếp siêu nhỏ gọn, mọi người có thể cất hay là mang đi thì đều rất là đỡ tốn diện tích. Bếp từ MyDe, mã sản phẩm là MIK1917EF, hiện đang có mức giá là 930.000 đồng. Mẫu này thì sẽ điều khiển bằng nút vặn on off và công suất tối đa sẽ là 1.900W. Bếp vẫn đi kèm với một chiếc nồi như này, nấu canh, ăn lẩu 2-3 người vẫn xả láng luôn nha. Nếu như mà ở nhà các bạn đã có sẵn nồi rồi thì bếp hồng ngoại là một lựa chọn rất hợp lý. Và mẫu bếp này thì sẽ làm nóng theo nguyên lý bức xạ nhiệt, hay hiểu đơn giản là tia lửa nhân tạo đó mọi người. Và mẫu bếp này thì không kén nồi nên là rất dễ dàng để chúng ta sử dụng. Và ngay bên cạnh An đây là một mẫu bếp đến từ Sennheiser với mã sản phẩm là SHD6005EMC với giá thị trường đang là 700.000 đồng. Bếp này hiện tại có công suất tối đa là 2.000W, 5 chế độ nấu và bảng điều khiển sẽ là cảm ứng. Và ngoài ra khi mà mọi người mua thì sẽ còn được tặng kèm thêm một chiếc vỉ nướng nữa. Cuối tuần thì mình có thể tụ tập bạn bè tại gia nấu nướng cũng rất là vui. Cuối cùng là mẫu bếp hồng ngoại Kangaroo KG20YFP1 hiện đang có giá là 790.000 đồng. Công suất nấu là 2.000W mạnh mẽ, bảng điều khiển là dạng nút bấm đơn giản và dễ dàng thao tác lau chùi. Vừa rồi là những gợi ý của An dành cho những mẫu bếp điện có giá rất hấp dẫn, phù hợp với sinh viên. Bạn nào chúng ta không còn là sinh viên nữa, đã và đang ra ngoài rồi, đi làm với mức thu nhập tầm trung, đang ở trọ thì cũng có thể cân nhắc những mẫu bếp này. Và nếu như các bạn muốn tham khảo thêm những mẫu bếp khác thì có thể ghé ngay siêu thị của Điện Máy Xanh để được tư vấn nha. Và mọi người ơi, thấy video hay và hữu ích thì đừng quên cho Điện Máy Xanh một like, một subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.